Si, anh có nghe thấy không? Anh nghe rồi. Giám đốc Phi đang cầm quyền. Đúng vậy đó. Giám đốc một đội một với anh Katakuri. Sao có thể liều lĩnh như vậy chứ? Chắc vậy rồi. Anh Katakuri là một siêu nhân. Tiền thưởng truy nã của anh ấy trên 1 tỷ. Anh ấy chưa từng thua ai hết. Phải tính sao đây? Nếu vậy thì ngày hôm nay hắn sẽ nếm mùi thất bại đầu tiên của mình.